À vâng, xin chào các bác. Em đang tranh thủ test cái đầu đĩa cổ Hitachi LOD DA006. Chiếc này nó khá là cổ nhưng mà thực sự là có một cấu hình khá là ấn tượng các bác ạ. Với một cái thân hình nó nhỏ gọn thôi nhưng mà nhìn ruột gan nó thực sự ấn tượng. Model này lúc mới xuất xưởng giá tương đối cao. Như em đã từng nói với các bác là khi em quay trở lại với công việc buôn đầu CD thì những cái mà em đã bốc về để bán cho các bác toàn là những cái, thứ nhất là phải có danh, thứ hai là phải có cái giá xuất xưởng cao. Em tuyệt đối không bao giờ thèm bốc những cái con mặt nhựa hoặc những cái con mà cái giá xuất xưởng nó quá thấp là em không lấy về đâu. Chiếc này thì nó sản xuất năm 1986 nhưng mà phải nói là chất âm là rất tốt. Em vẫn đang cho chạy test kỹ thuật. Cơ êm lắm. Giờ em sẽ xin mời các bác đọc qua một chút về cái thông số của chiếc này. Hitachi LOD DA006. Chiếc đầu đĩa này được sản xuất vào năm 1986 với cái giá xuất xưởng trước thuế là 69.800 yên. Giá rất cao đấy ạ. Nó tương đương vào khoảng 15 triệu, trên 15 triệu Việt Nam đồng tỷ giá hiện tại. Cái chiếc này nó ứng dụng một cái cơ chế hỗn hợp, nó gọi là cơ chế VC nhằm giảm rung chấn đến mức thấp nhất. Khi cái đầu này chạy, em sờ lên vỏ nắp, cảm giác như là vô cùng tĩnh lặng luôn. Nó có nhiều cái để tạo ra cái cơ chế giảm giảm rung này. Một lát nữa em sẽ phân tích sau. Về bên phần mắt đĩa thì nó có một cái hệ thống laser, nó chiếu lên 3 tia, gọi là tia laser 3 điểm. Cái tia chính nó sẽ được chiếu lên để đọc đĩa, còn có hai tia laser phụ để phát hiện ra lỗi ở trên đĩa. Khi phát hiện ra lỗi ở trên đĩa thì nó sẽ đưa một cái lệnh về để điều chỉnh cái mắt làm sao cho nó chiếu lên chính xác. Cái phần nguồn nó cũng rất ấn tượng, nó được chia ra làm 3 phần độc lập. Phần nguồn dành riêng cho phần analog, phần nguồn dành riêng cho phần digital và phần nguồn dành riêng cho phần cơ đĩa cũng như là bên phần hiển thị mặt trước này đây ạ. Như thế thì nó sẽ tránh đến mức tối đa cái khoản nhiễm xung chéo sang nhau. Tần số lấy mẫu được tăng lên gấp 2 lần. Với một cái đầu đĩa thông thường thì tần số lấy mẫu chỉ là 44,1 kHz. Với chiếc này thì tần số lấy mẫu đã đẩy lên gấp đôi là 88,2 kHz. Khi cái tần số lấy mẫu được đẩy lên cao thì nó giúp nhằm giảm cái nhiễu kỹ thuật số. Một cái điểm nữa cũng rất ấn tượng đó là bên phần mạch khuếch đại cuối để đưa ra rắc bông sen thì nó sử dụng 4 con sò MOSFET. Dòng sò này thì nó cho cái chất âm vô cùng chính xác và tạp nhiễu gần như không có. Về đặc tính tần số thì nó thể hiện từ 5 Hz đến 20.000 Hz. Cái méo sóng hài vào khoảng 0,003%. Về kích thước nó rộng 43,5, cao 9,3 và sâu 26,4 cm. Nặng 5,8 kg. Công suất tiêu thụ nguồn 15W. Điện áp sử dụng 100V, made in Japan. Chắc chắn rồi. Chiếc này nó sở hữu một cái mặt phay nhôm sơn đen. Nó khá là mỏng, gọn nhưng mà nặng gần 6 kg đấy ạ. Ở đây chúng ta nhìn thấy nó khoe ngay cái tính năng này.
Power MOSFET, tức là cái phần khuếch đại cuối đấy ạ. 3 tia laser ở bên phần cơ. Digital audio. Rất buồn là chiếc này không có remote. Em chờ mấy ngày rồi và cũng không có remote, đành phải chịu thôi. Cứ như thế này em bán vậy. Giờ chúng ta đi soi đến phần ruột gan. Các bác thấy chưa? Cái phần cơ nó tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Đặc trưng của những cái con thuộc cái phân khúc đắt tiền nó vậy. Chúng ta thấy một bộ ruột khá là ấn tượng với một cái cặp tụ lọc nguồn chính rất to. Đây em để ngón tay đây là các bác biết tụ to tầm nào rồi. Cặp tụ này có dung lượng là 22 2.200 microfarad một quả. Điện áp chịu đựng 50V. Đây là cặp tụ lọc nguồn chính. Phần nguồn nó được chia ra làm 3. Đây là bên phần xử lý DA này. Bên mạch xử lý DA các bác thấy là đời cổ nó cho phép điều chỉnh cái phần xử lý DA này. Cho phép chỉnh để giảm nhiễu. Đây là phần khuếch đại cuối. Chúng ta nhìn thấy nó sử dụng 4 con sò MOSFET. Sò này thì nó to tương đương như kiểu cái con sò than nhí ở trong những con âm ly cổ ấy các bác ạ. Đấy em để ngón tay út ở đây là các bác biết sò tầm nào rồi. Bốn con sò MOSFET làm nhiệm vụ khuếch đại cuối. Đây là chip vi xử lý trung tâm này. Nói chung là đời cổ thì chip nó to thô lỗ. Ruột gan là còn đẹp. Đây là tăng phô nguồn. Giờ em sẽ làm một cái thao tác để cho các bác thấy cái relay ở bên phần đây, cái relay này. Cái le này nó sẽ cắt khi chúng ta ấn stop. Đây. Đó các bác nhìn thấy cái le nó nhảy sang bên chưa? Bây giờ em ấn play này, đĩa nó chạy. Đó, nó đóng sang. Như vậy là nó sẽ giảm cái tiếng bụp, cắt hoàn toàn cái tiếng bụp ra loa, không bao giờ có bụp được. Một cái le rất nhỏ của hãng Omron, Japan xịn. Bây giờ em next bài là cái le nó cũng sẽ ngắt. Đó. Đó, các bác thấy chưa? Cái le này thì chỉ xuất hiện ở những cái đầu đĩa thuộc phân khúc cao cấp thôi. Còn loại rẻ tiền không có đâu. Giờ chúng ta xoay ra phía sau xem qua một chút. Đây là thông số phía sau này. À không phải. Đây, thông số ở góc này. Hitachi model DA006. Điện áp sử dụng 100V, tần số điện lưới từ 50 đến 60 Hz, công suất tiêu thụ 15W, made in Japan. Số series có cái đuôi là 3831D. Rắc bông sen được mạ vàng và còn đẹp. Tuổi vàng là tương đối cao. Thường những cái con có cái giá xuất xưởng cao thì cái tuổi vàng nó cao lắm. Em thì thường xuyên tiếp xúc với những cái kiểu rắc mạ vàng như thế này. Nó xuất hiện ở những cái chiếc âm ly thuộc phân khúc trung và cao cấp. Rồi những cái con đầu đĩa. Chỉ cần nhìn vào cái màu vàng là em có thể đoán được ra tuổi vàng.
Càng những cái âm ly đời cao thì cái tuổi vàng nó càng kém các bác ạ. Chỉ những con đời cổ kiểu này thì là tuổi vàng nó rất cao. Chiếc này do không có remote thì em sẽ bán với giá rẻ thôi. Chừng nào cho lên sóng em sẽ báo giá cụ thể. Cái vỏ nắp này mới nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng mặt sau của nó là cả một vấn đề. Các bác thấy chưa? Nó bao gồm hai lớp. Lớp phía sau là đây là một cái lớp bọc xung chống nhiễu hai lần. Ngoài cái tác dụng bọc xung chống nhiễu, nó còn góp phần vào cái việc chống rung cho thiết bị. Đối với cái chiếc này, khi đĩa đang chạy, các bác ghé sát tai vào chắc nghe thấy tiếng quay của motor. Còn đặt tay lên vỏ nắp của đầu đĩa hoàn toàn không thấy gì cả. Một cái sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Chỉ những cái thiết bị mà được sản xuất với cái sự kỹ lưỡng cao thì mới đạt được đến tầm này. Xin lưu ý chiếc này có chất âm rất tốt. Nó là dạng chất âm thuần analog. Em sẽ có video test âm ở đoạn sau. Kỷ niệm đầu ai đành lòng quên.
buồn mình tôi bước chân lẻ loi, day dứt trời mưa bóng nghe mặn môi. Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ. Mình gọi nhau cố nhân ưu sầu. Vâng, các bác vừa được nghe chất âm của chiếc đầu CD cổ LOD DA006. Qua test thực tế thì em thấy chất âm của chiếc này, thứ nhất là nó rất sạch sẽ, thứ hai là nó có cái điểm nổi trội ở dải âm trung cao. Cũng phải thôi, bởi vì hãng này đã sử dụng những con sò MOSFET để làm cái tầng khuếch đại cuối. Từ những con sò MOSFET đó thì tín hiệu âm thanh được xuất ra đường rác bông sen AV. Những bác mà yêu một cái thứ chất âm sạch sẽ, trong trẻo, chi tiết thì chắc chắn là sẽ rất thích chiếc này. Giải bass thì nó cũng ở mức độ vừa phải thôi, nhưng mà cái đặc điểm hay ở chiếc này là các giải âm nó rất sắc, nó sắc như dao cạo ấy ạ, đặc biệt là giải trung cao. Có một vài cái điểm hạn chế ở cái model này. Thứ nhất là do nó quá cổ, sản xuất năm 1986 nên nó không đọc những cái thể loại đĩa chép, mà nó sẽ đọc những cái đĩa chợ nhưng mà được chép với cái định dạng nhà máy như kiểu cái đĩa này. Đây thì cũng chỉ là một cái đĩa chợ thôi, thế nhưng mà nó được chép theo định dạng chuẩn của nhà máy thì đọc rất tốt. Còn những cái đĩa chép mà anh em dùng những cái cây máy tính để chép ra ấy, thì cái đầu này nó không hiểu được cái định dạng đó, do vậy nó không đọc. Đó là một cái. Thứ hai là cái model này thì em chịu cứng, không thể nào kiếm được remote. Do vậy em bán cái model này với cái giá thực sự là nó siêu rẻ, 1.400.000 đồng. Bán cho những bác mà trong nhà hiện tại là đang có sẵn khoảng độ dăm chục cái đĩa kiểu định dạng nhà máy, mua chiếc này về đấu nối với những cái con âm ly hai kênh thông thường để nghe, đảm bảo các bác sẽ bị thuyết phục bởi chất âm của chiếc này. Như em đã từng nói, những cái đầu CD của thương hiệu, các thương hiệu của Nhật Bản, nó bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái triết lý của từng hãng. LOD cũng là một ông lớn ở trong lĩnh vực sản xuất audio, và CD của họ cũng có một cái thứ chất âm rất riêng, đó là nó nhấn mạnh đến giải trung cao, đồng thời là đề cao cái khoản cái yếu tố sạch sẽ trong từng giải âm, sạch sẽ, trong trẻo, chi tiết, đặc biệt là giải trung cao. Cái chiếc này nếu mà sử dụng để nghe những thể loại nhạc, ví dụ như là không lời hòa tấu, thì thực sự rất tuyệt vời. Vâng, bác nào có nhu cầu muốn sở hữu chiếc này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.